con muỗi này vì muốn hút máu tươi ngon nguyên chất trên đỉnh đầu của một ông lão, mà vác nguyên cả cái dao cạo đến, để cạo sạch một phần tóc của ông ấy. Sau đó nó bay vù lên cao, lấy đà từ độ cao hàng chục nghìn mét lao xuống, mé cảm giác thơm ngon mời bạn ăn thật sự đỉnh. Ở bên này vịt trắng đang ngồi trên thuyền dùng ếch để làm mồi câu cá trong hồ, nhưng lại vô tình làm con muỗi binh nhì đang nghỉ ngơi gần đó thức dậy. Ồ gao, thức uống thơm ngon dâng đến tận miệng thế này không thể bỏ lỡ được. Ngay giây sau nó đã đi ra một góc tiến hành mài rũa lại chiếc vòi lâu ngày không dùng tới của mình thật sắc. Con này là muỗi Hải Phòng nên không thích lòng vòng, trực tiếp phát động tấn công về phía vịt trắng mà không lằng nhằng. Bên cạnh vịt trắng còn có mèo đen, vẫn vô tri không hay biết gì về sự ghé thăm từ trên trời rơi xuống. Hay quá, bạn nhìn nó có vẻ bình thường thôi, nhưng không phải con muỗi nào cũng làm ra được chuyện đó đâu. Vịt trắng vỗ bồm bốp cả ngày trời cũng chẳng chạm được đến kẽ chân của con muỗi láo lếu. Trong lúc bất lực, hai anh em chỉ có thể mệt mỏi quay trở về nhà, đóng các cửa lại. Toàn bộ bộ dụng cụ nhà bếp trong nhà đều là đồ công nghệ cao, chỉ cần nhấn nút một cái, chẳng bao lâu những chiếc bánh được làm từ máy tự động đã hoàn thành. Giờ thêm một ly cà phê nữa thì đúng là chill không tả nổi. Tính vào lúc này, bên ngoài lại có một vị khách